Rồi nghe nói cái hoàn cảnh của cô là ba đứa cháu mồ côi hết hả? Mấy đứa? Hai đứa? Ba đứa hả? Là con của cô bị cái gì? Bị bệnh chết. Bệnh hả? Tức là hiện giờ là cô ở có một mình luôn. Dạ. Nuôi ba đứa cháu, đứa lớn là nhiêu tuổi rồi cô? Đứa lớn 13. Ba, rồi đứa kế? Đứa kế 11. 11, rồi đứa nhỏ nữa? Đứa này 7. Rồi, một chung cái này mình mò mình ăn hay mình bán gì? Bán ký được nhiêu cô? Có 10 ngàn. Rồi con tình vàng á, cũng cảm ơn mấy anh mấy chú mình thằng Quân nha. Dạ, gia đình mình đông không? Dạ, tới 7 người ạ. 5 đứa con. 7 người tức là anh 5 đứa con. Dạ. Rồi, vợ mới đi sanh về nữa hả? Không có, thì nhỏ mới sanh luôn là 5 đứa luôn. Tức là mới sanh á, mấy tháng rồi, bao lâu rồi? Mấy nay 10 bữa rồi. 10 bữa. 18 tây tới nay đó. Nhà mình có làm ruộng gì không? Có, nhưng mà cho cố hết trời. Cố đất hết trơn ha. Dạ. Thì cái này là của Mạnh Thường Quân chỉ là cho quà chứ cho gạo thôi. Dạ, hôm dạ. Nay cũng nhận thấy gia đình em cũng đặc biệt khó khăn. Dạ, dạ. Thì Thanh sẽ trích số tiền 500 ngàn. Dạ. 500 ngàn này là của nhóm tình thương, mến thương ai đang Việt Nam sống ở nước ngoài. Dạ. Thì cái này là ngoài cái khả năng thôi ha. Dạ, dạ. Chứ nãy giờ thì làm chương trình thì cũng chưa có cho ai. Dạ, dạ. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh anh nó đặc biệt con đông quá. Dạ. Rồi trong cái thời gian cách ly tại nhà nữa nè. Dạ, dạ. Thì không làm ra tiền thì Lan Thanh gửi 500 cho anh nha. Dạ, dạ. Vậy cũng cảm ơn hết nha. Dạ, dạ. Không biết nói sao vậy, 500 ngàn này cũng rất quý, cũng rất mừng với tới tôi. Và cũng xin chào tất cả các bạn hôm nay đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay ngay trong cái mùa dịch bệnh đó thì Lê Thanh cũng đại diện cho các Mạnh Thường Quân để giúp cho ấp Mỹ Quý, những hộ nghèo, những hộ cận nghèo, thì chuẩn bị lên chuyến đường để đi giao 30 phần quà của các Mạnh Thường Quân. Thì trước khi giao thì Lê Thanh cũng thay lời ban ấp cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân cũng như là cô Út Nga ở Sao Mai, thị trấn Cái Dầu 500 ngàn đồng, Trần Thị Hiền 500 ngàn đồng, em Bảo Nguyên 500, A Ly Vinh 500, nhóm tình thương mến thương Việt Nam đang sống ở bên Mỹ là 1.260.000, gia đình chú Long 500. Thì 30 phần quà này tổng cộng là 3.760.000, mỗi phần quà trị giá 125.000. Thì bên cạnh chúng ta đó là trưởng ấp Mỹ Quý, thì mời trưởng ấp có đôi lời với các Mạnh Thường Quân cũng như là hôm nay mình đi trao những phần quà này cho ai. Thay mặt ban ấp Mỹ Quý, xã Mỹ Phú chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân cũng như là kết hợp với chú Lê Thanh để thực hiện cái công tác từ thiện cũng như là giúp các cái bà con nhân dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa dịch năm nay. Trước mắt là thay mặt ban ấp cũng như bà con nhân dân nhận được những cái phần quà, chân thành cảm ơn đến Mạnh Thường Quân cũng như chú Lê Thanh. Sau đây chắc là đoàn của chúng ta đi đến từng hộ, do cái mùa dịch thì không thể là mời bà con đến là tại ấp được, tránh tụ tập đông người. Do vậy thì đoàn chúng tôi sẽ tổ chức đi đến từng hộ gia đình để phát cho cái bà con mình. Rồi xin cảm ơn. Rồi cũng mời khán giả cũng như là các Mạnh Thường Quân sẽ theo dõi kênh Lê Thanh nha. Thì chúng ta cùng đi gặp gỡ các hoàn cảnh. Với là Mạnh Thường Quân của cháu anh Lê Thanh nó có gửi một phần quà đến cho những cái người hoàn cảnh khó khăn, gia đình có 6 thì có người già đó nên là được ưu tiên cho ha. Lúc này dịch bệnh thì nhận cái phần quà này để mà sử dụng trong lúc mùa dịch này, cố gắng vượt qua ha, có sáu. Cảm ơn. Cách ly tại nhà này đưa. Cái này cách ly, cái bản cách ly tại nhà. Mình để đồ hay là giấy tờ ơi. Tư ơi. Thì những hoàn cảnh cách ly tại nhà đó các bạn, thì những cái hoàn cảnh này thì không có đi đâu được đó, cho nên hỗ trợ tiếp những phần này. Rồi mình để ở đó luôn đây, có nghe đó. Để chỗ này luôn, vậy được rồi. Để mình quà nhỏ để mà
Rồi. Rồi mình đi vô chỗ này đi. Dốc đi vô đây. Chó nó lựa mấy người đẹp nó cắn luôn đó. Chị đi làm hả anh Nam? Chị đi làm hả? Để lên đây đi. Bữa nay cái đàn của ấp với lại chỗ Mạnh Thường Quân bên anh Lê Thanh á, nó tặng ấp mình một ít phần quà để cho bà con gặp khó khăn đến lúc mà dịch bệnh thì cố gắng ha. Dạ, vậy cảm ơn. Rồi. Bữa nay ban ấp với lại chỗ Mạnh Thường Quân, chỗ anh Lê Thanh nó có gửi một ít phần quà cho bà con mình lúc mà mùa dịch. Cảm ơn. Dạ, gửi tặng cho gia đình chứ. Rồi. cái hoàn cảnh này là đang bị bệnh đó. Bị bệnh đó, hoàn cảnh đang bị bệnh đó. Bệnh gì vậy lắm? Bệnh cũng như tai biến lên đó. Tai biến hả? Ừ, mình nói. Xôi xíu rồi. Hai người bệnh nha. Hai người bệnh đó. Ông Hoàng Lặng bây giờ là 2 giờ. 2 giờ đó. Đang ấp với lại chỗ anh Lê Thanh á, có gửi một phần quà để mà đến gia đình lúc mà bệnh dịch khó khăn. Ông bây giờ 2 cái giò đi tới đường luôn mất bồng mất thẳng. Rồi đút cháo tôi đút không có ấm. Rồi mấy đứa con đó hết rồi, đi làm hả? Đi làm xa hết rồi, con mình tôi với ông ở nhà đó. Dạ thì có hỗ trợ chút ít phần quà này để trong cái mùa dịch đó. Thì cũng cảm ơn mấy chú. Dạ chúc tôi nhiều sức khỏe cảm ơn, nha. Cảm ơn. Dạ. 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 Ủa, nhiều đi. À, cái hộ này đang cách ly tại nhà đó con. Bữa nay có băng áp với lại của đàn anh Lê Thanh đó con, có gửi cho con thằng quà ha. Rồi đi ăn cho hết rồi mà cách ly tại nhà ngày mai là con được chỗ ổn rồi đó. Dạ. Cố gắng. Cái này là ở Bình Dương về thành phố? À, Đồng Nai. À, Đồng Nai về ha. Vì ngày mai là gỡ bản được ha. Rồi, cố gắng nha. Rồi. Thì trong đoàn của ấp Mỹ Quý rất là nhiệt tình các bạn. Thì đi cũng đi vận động bà con phòng chống dịch. Dạ. Đang ấp cái mảnh chỗ anh gỡ cái chị phần quà để vượt qua cái mùa dịch như vậy. Dạ. Rồi dưới đường mua đậu mình có ai không Thắm? Bữa nay ban ấp với lại chỗ anh Lê Thanh á có gửi không phần quà cho mẹ. Cái gì ba hay chị? Dạ. Cái thời gian cách ly với em thấy không ăn đó thì tôi mới có gửi phần quà này. Thì cố gắng nghe ở trong nhà là cũng là tốt. Cái thằng đó cũng cách ly tại nhà. Chị hai cũng khỏe nha. Dạ, có khỏe. Ăn uống được rồi, ăn cơm rồi nhiều rồi. Nhớ chụp hình sáng chiều gửi cho cô Thắm nghe nha. Nhớ không? Nè, để cô Thắm đây nè. Để con tiếp bịch nó được rồi, cô lỏng vô đây rồi. Rồi. Không ai ở nhà vậy? Bỏ vô trong luôn đi. Rồi để trong luôn. Rồi không có nhà cũng bỏ vô trong luôn nha. Rồi. Bữa nay có đang ấp với lại chỗ Mạnh Thường Quân bên anh Lê Thanh đó em đến tặng cho mình phần quà. Dạ. Tại vì chỗ gia đình của mình là ngày không có bán bánh mì được cái mùa dịch đó. Thì hỗ trợ cho gia đình ha. Dạ. Rồi, cố gắng nghe vượt qua lúc này. Dạ. Bữa nay đang ấp với lại chỗ anh Lê Thanh đó chị. Có Mạnh Thường Quân gửi phần quà cho gia đình của mình. Dạ. Tại vì gia đình mình bán bánh mì đó mùa dịch thì không có bán được cho nên hỗ trợ nha. Này, cố gắng. Vượt qua khó khăn đó, hiểu không? Nhớ, mày dạy nhận quà con. Bữa nay cái chú Lê Thanh với ban ấp lại tặng quà cho bà ngoại con với con nè. Cho con thằng gạo nè, rau nè, rồi có đường bột ngọt mít tôm. Đụng ngọt đó. Chưa đâu đặng lấy lại. Đụng ngọt đó bạn. Đụng ngọt cái kia. Trong bao của anh nếp á. Ông bảy nếp cũng chạy tới đâu rồi. Ông chạy đi rồi, nó kêu không kịp á. Kìa ra đằng trước kìa. Nói cô Thắm ban ấp với lại chú An, chú Lê Thanh lại tặng quà cho gia đình con nha.
Dạ, cảm ơn chú đi. Con dạ cảm ơn. Cảm ơn chú kìa. Chú đang ghi hình con kìa. Rồi, giỏi. Con có khẩu trang hả? Ờ, con có khẩu trang hả? Lại gặp đi. Thì hôm nay em có một món quà của Mạnh Thường Quân gửi cho anh cái lúc mùa dịch này nha. Có hai món hả? Có hai món rồi. Xe xe chút. Thì có cái gia đình đang đi đồng nè các bạn, thì mình sẽ để món quà này tại đây luôn. Thì chút nữa gia đình vô sẽ nhận. Đó thì gia đình đang đi làm mướn ở ngoài đồng nè. Thì trong cái quá trình đi tặng quà cho bà con thì có một số hộ mà có bản cách ly đó các bạn. Con đặt lỡ lên. Đặt hết rồi chưa? Ê, dạ một cái gì vậy? Cho cầm cái giấy xác nhận nè. Mai mai chụp hình cái giấy xác nhận này lại cho anh đi. Bảo là bảo cái gì? Sao bảo hết rồi? Con lấy chiếc xích vô cắt cho chút coi. Chiếc xích vô. Đó ai cột cứng vậy? Hai ông cột luôn hả vậy? Hai anh em đi là cột. Chụp lại thôi con, con mới đi vô lấy kéo thì con mở cửa ra đi Thang. Dạ. Dạ. Bữa nay ban ấp với chỗ anh Lê Thanh á, có gửi cho em phần quà. Chúc mừng em là đã hoàn thành cách ly tại nhà nha. Thì hôm nay em đại diện các Mạnh Thường Quân qua kênh YouTube đó, thì gửi cho anh một món quà trong cái mùa dịch này nha. Dạ. Cảm ơn anh. Thì được biết các ông anh này cũng không được khỏe đó các bạn. Thì để anh này là anh Tấn hay là anh Tuấn? Tuấn. Ừ, Tuấn. Tuấn. Anh Tuấn. Bị gì? Bị gì Tuấn hay bị gì ạ? Bị bệnh tâm thần à? Mẹ bị tầm như nó đủ thứ bệnh, bây giờ bác sĩ chạy rồi nó như sống vậy, nó chờ lại chết thì thôi. Biết biết tiền không? Biết. Mà lần không biết bây giờ. Bây giờ biết quá. Thôi để tôi gửi cho anh 200 đi ha. Thôi tại vì cái này là 200 này là riêng của Mạnh Thường Quân. Tôi thành sẽ nhín dòng nhóm tình thương mến thương gửi cho anh riêng 200 tại cái hoàn cảnh anh đặc biệt quá, anh có nhiều cái bệnh đó. Cho nên anh cũng ở riêng. Ở dần hả? À, cái này là phát sinh riêng thôi nha. Cái này tùy duyên. Thì Lê Thanh sẽ gửi cho anh. 200 này là không có mua rượu, ngày trời mua đồ ăn á. Mua đồ ăn nha. Rồi rồi. Rồi, đi đúng. Rồi, anh vô tặng đi. Cái này chị nãy nói là anh Tư. Đấy. Rồi. Chị nãy nói là không biết đâu nó vậy không nào mà thấy mà nó yên mà nghe mà nó ổn là nó hết. Cảm ơn anh, cảm ơn chị nhiều em. Không cho người ta đi chạy nấu ăn, đứng ở đây. Thôi ăn đi anh. Hai ông bà thì giúp cho lúc này khó khăn tại vì dịch bệnh. Ngay cái đoàn của chúng con với ban ấp chứ của chú Lê Thanh có vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ một phần quà cho Tiến ấy để vượt qua cái công tác khó khăn về công tác dịch bệnh này. Dạ. 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 Nhận quà anh. Dạ. Giang, thì hôm nay Lê Thanh muốn kết hợp với ban ấp Mỹ Quý đó, gửi cho anh một phần quà nhỏ nhỏ của các Mạnh Thường Quân trên kênh YouTube của anh Giang Lê Thanh. Cũng từ công tình Giang đó, cũng cảm ơn mấy anh mấy chú với Mạnh Thường Quân luôn nha. Dạ, gia đình mình đông không? Dạ, tới 7 người ạ. 5 đứa con. 7 người, tức là anh 5 đứa con. Dạ. Rồi, vợ mới đi sanh về nữa ha? Không có, thì nhỏ mới sanh luôn là 5 đứa luôn. Tức là mới sanh nha. Mấy tháng rồi, bao lâu rồi? Mới nay 10 bữa rồi. 10 bữa. 18 tây tới nay đó. Nhà mình có làm ruộng gì không? Có, nhưng mà cho cố hết rồi. Cố đất hết trơn ha. Dạ.
Thì cái này là của Mạnh Thường Quân, chỉ là cho quà với cho gạo thôi. Dạ, hôm dạ. nay cũng nhận thấy gia đình em cũng đặc biệt khó khăn. Dạ, dạ. Thì Thanh sẽ trích số tiền 500 ngàn. Dạ. 500 ngàn này là của nhóm tình thương Minh Thương Việt Nam sống ở nước ngoài. Dạ. Thì cái này là ngoài cái khả năng thôi nha. Dạ, dạ. Chứ nãy giờ thì làm chương trình thì cũng chưa có cho ai. Dạ, dạ. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh anh nó đặc biệt, con đông quá. Dạ. Mà, trong cái thời gian cách ly tại nhà nữa nè. Dạ, dạ. Thì không làm ra tiền thì Lê Thanh gửi 500 cho anh nha. Dạ dạ, vậy cũng cảm ơn hết nha. Dạ dạ. Không biết nói sao vậy, 500 ngàn này cũng rất quý, cũng rất mừng với tới với tôi. Dạ. Nói chung là anh chị đó. Dạ, cái này là tự nhiên thôi, chứ nãy giờ làm chương trình cũng chưa có cho ai. Chứ cho anh kia 200 thôi, với thằng anh 500 là cái này là riêng thôi thôi, chứ không phải là của Văn Ngốc là dạ, cho đều hết. Dạ, ha. Cảm ơn nha. Dạ rồi. Chúng tôi gắn ở nhà thôi, chứ lo cho chị không có đi làm ha, qua cách ly hết đi. Còn bao nhiêu ngày nữa nhà này? Họ là kết nó xong. Không, tức là nhà này còn cách ly bao nhiêu ngày nữa mới xong? Nhiều quá. Chắc cũng còn 10 ngày rồi. À, còn 10 ngày nữa. Kính thưa quý vị, thì đầu chương trình tới bây giờ Lê Thanh cùng kết hợp với ban ấp Mỹ Quý, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đi hỗ trợ bà con trong cái mùa dịch một số phần quà nhỏ nhỏ. Thì còn một hộ cuối cùng ở trong đây, thì hộ này phải nói là nghe nói là đặc biệt khó khăn. Hộ của cô này nó hoàn cảnh cũng đặc biệt, thì có ghé nhà nãy rồi thì không có ai ở nhà, thì nghe nói đang mở ấp ở nơi đây nè, thì mình xuống đây mình hỏi như thế nào nha, mình chạy đến chỗ luôn. Cô mở ốc cái gì hả? Dạ. Cái này là mình cái đề này của người ta hả, của mình? Người ta hả, giờ mình mò gì ta cho không? Cho hả? Rồi nghe nói cái hoàn cảnh của cô là ba đứa cháu mồ côi hết hả? Mấy đứa? Hai đứa? Ba đứa hả? Là con của cô bị cái gì? Bị bệnh chết. Bệnh hả? Tức là hiện giờ là cô ở có một mình luôn. Dạ. Là nuôi ba đứa cháu, đứa lớn là nhiêu tuổi rồi cô? Đứa lớn 13. Ba, rồi đứa kế? Đứa kế 11. 11, rồi đứa nhỏ nữa? Đứa này 7. Rồi, à, một chung cái này mình mò mình ăn hay mình bán gì? Bán. Bán ký được nhiêu cô? Có 10 ngàn. Rồi, cái cô này tên gì Thắm? À, Thiếm Hai Kép. À, Thiếm Hai Kép ha. Ừ. Là cái hoàn cảnh cũng đặc biệt ở trong ấp mình đó ha? Ừ, hộ nghèo đó anh. À, cái hộ nghèo luôn ha. Rồi, một ngày mình mò được nhiều không Thiếm Hai? Mò ăn thao nè hả? Còn thao hả? Bán được bao nhiêu tiền Thiếm? 10.000 ký hả? 10.000 ký thao này chắc cũng vậy. Bán được bao nhiêu tiền? Hả? Thao vô 1.000 bán được bao nhiêu tiền? Chừng 30.000. 30.000 ha, để nuôi cháu ha. Dạ. Thì hằng ngày là mình chỉ đi làm cái này kiếm tiền thôi, chứ đâu có làm gì hả? Có làm gì nổi đâu, giờ đã à. Mình bị tê đó. Dạ, rồi năm nay mình được nhiêu tuổi hả? 59. 59 tuổi. À, nuôi ba đứa cháu mồ côi. Rồi đã có làm ruộng gì không? Đâu có đất đâu, ở đậu bờ kinh mà. Ở đậu bờ kinh người ta ha. Thì tại vì Lê Thanh có kết hợp với ban ấp đó cho những phần quà ở địa phương hoàn cảnh khó khăn với bà con nghèo trong cái mùa dịch này nè. Thì nãy có ghé nhà rồi, không có ai ở nhà, nó đi mò ốc ở ngoài này nè. Cho nên Lê Thanh cũng đi ra đây coi mò như thế nào. Thôi giờ mình về nhà mình nhận quà đi ha. Lê Thanh gửi cho chú ít tiền. Đi. À, lên nè các con, còn đứa nữa đâu rồi? Đứa nữa nó vô nó ở trong hầm cả cha vậy. Nó ở làm mướn hay gì? Hay là làm gì? Ở ship bao người ta cho. À, ship bao hơn như làm mướn rồi. Dạ. À, tại vì nay là đi cho quà thôi, còn những cái hoàn cảnh đặc biệt quá thì Lê Thanh sẽ trích tiền của Mạnh Thường Quân đó. Dạ. À, gửi chút ít cho. À, nặng không? Cái này nặng không? Để cháu ở nhà đừng có cho nó lội thôi, Thiếm công nghiệp nó lội, nó bệnh rồi sao Thiếm? Đi nhà chắc cũng không ai coi chừng. Cho nó nhà, nó nghỉ nhà. Ừ. Cái giờ cô bị cái gì vậy? Bệnh nhất, nó tê. À, với đi như có tật hả? Dạ. À. Cái chân bị yếu ha. Ở đây cam mà ta có bán không vậy Thiếm Hai? Có. Cái cam gì ăn mà về. Có đi học không? Dạ có. Học lớp mấy rồi? Dạ lớp 2. 2 hả? Rồi em con học lớp mấy? Lớp 1 hả? À. Ừ, hằng ngày đi theo bà ngoại hả bà nội? Bà ngoại. Theo bà ngoại làm gì theo làm đó tiếp ha. Dạ. Bà ngoại ra ngoài này trời luôn ha, đứa cháu ngoại. Ờ, địa ngoại đó, tôi vô ngoại chứ đâu, tôi phải ở vô ngoại rồi đi phát nè. Thì cái hoàn cảnh ở đây nè các bạn. Dạ, chị này vô ngoại, có nuôi hai đứa cháu ngoại rồi phải không? Ba đứa.
hai ba đứa rồi. Này để sau để trên nhà là để đó. Rồi, để nhà luôn đi. Để nhà đi ông Quân. Rồi. Hai đứa tắm thiên lên nè. Hai đứa cũng tranh thủ thời gian. Thì hôm nay đến đây thứ nhất là trao những phần quà của Mạnh Thường Quân. Thì có nhìn cũng nhận thấy là hoàn cảnh của cô hai cũng đặc biệt quá, lớn tuổi mà ở một mình, rồi nuôi ba đứa cháu mồ côi cha mẹ mất nữa. Dạ. Thì Lê Thanh sẽ giúp cho cô 1 triệu nha. Dạ. Giúp cho cô 1 triệu để xây sở trong lúc mùa dịch này. Dạ. Thì nãy giờ đi làm chương trình chỉ cho quà không à. Thì cái hoàn cảnh nào mình cảm thấy đặc biệt quá mới giúp tiền thôi. Này tiền của Mạnh Thường Quân nha. Thì Thanh gửi cho 1 triệu của nhóm Tình Thương Bánh Thương. Dạ dạ. Dạ. Đây 1 triệu này của nhóm Tình Thương Bánh Thương thay mặt để gửi cho cô trong cái lúc khó khăn. Dạ. Cái thay ốc ngày mò có mấy chục ngàn mà lớn tuổi rồi. Dạ. Nha. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Dạ rồi, Lê Thanh xin chào ạ. Mấy chú giặt vô. Dạ dạ. À, kính thưa quý vị, thì vừa rồi Lê Thanh cũng có làm một đoạn clip ngắn để cùng với ban ấp Mỹ Quý đi trao những phần quà nhỏ nhỏ đến các hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh nghèo trong cái thời gian dịch bệnh này. Thì bên cạnh đó cũng có những cái hoàn cảnh đặc biệt nghèo đó, Lê Thanh cũng trích một số tiền nhỏ nhỏ để gửi cho cái những hoàn cảnh này, thay cho các mạnh thường quân ở xa không có đi đến được. Thì Lê Thanh cũng không có gì hơn, cảm ơn khán giả đã quan tâm và theo dõi video, cũng như các mạnh thường quân đã tin tưởng kênh YouTube An Giang Lê Thanh để gửi số tiền này để giúp bà con nghèo trong mùa dịch. Thì Lê Thanh sắp tới nếu có làm chương trình thì Lê Thanh sẽ nhấn tiền của mạnh thường quân ra để giúp bà con tiếp tục. Lê Thanh xin chào tất cả các bạn ạ.